chăm sóc bé gấu trúc. Chúng ta nên chăm sóc em bé nào trước đây? Nhớ rửa bát đũa sau khi ăn. Hãy dọn sạch bàn ăn. Có yếm, em bé sẽ khóc lắm bằng quần áo. Trái cây xay nhuyễn. Kéo dây để xay nhuyễn các loại trái cây. Ồ, bữa ăn lớn miền đã sẵn sàng. Nhớ lau sạch miệng cho em bé nhé. Ăn nhiều hơn và lấy nhanh hơn nào. Thưa ngộ bơ bộ quá, hãy dọn dẹp sạch sẽ nhé. Bồn tắm bẩn quá, hãy vệ sinh thật sạch sẽ nhé. Đồ chơi nên được cất gọn vào giỏ đựng đồ. Bồn tắm bẩn quá, chúng ta hãy dùng màn trải để vệ sinh nhé. Hả?
Em bé cảm thấy sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm. Đồ chơi lộn xộn quá, hãy cất chúng vào hộp nào. Đồ chơi ô tô. Hình khối. Bạn có thể dùng cây lăng bụi để loại bỏ lông tơ trên ghế sofa. Giờ sofa sạch sẽ rồi. Nhìn này, bé Miu Miu đang tập đi. Hãy giúp loại bỏ những món đồ chơi trắng đường của bé. Làm tốt lắm. Hãy coi chừng những món đồ chơi phía trước. Hãy coi chừng những món đồ chơi phía trước. Làm tốt lắm. Hãy coi chừng những món đồ chơi phía trước. Đã biết rồi. Nhiều rồi quá. Hãy đuổi chúng đi nhanh nào. Dẹp nước tẩy rửa vệ sinh lên toilet nào. Nhớ vệ sinh sạch các vết bẩn trên toilet. Em bé cảm thấy sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm.